Nam Mô Tổ Sư Tổ Đạt Ma, Nam Non Bảy Núi, Ngài ứng biến và phụ cơ bức trong thời kỳ cuối để cho giặc lòng tất cả các ngài các vị không loạn. Nam Mô Tổ Sư Đạt Ma chứng minh. Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Hương chứng minh. Nam Mô các ngài trong phái Bụ Sơn Kỳ Hương chứng minh, cùng là Đức Quỳnh Giáo Chủ chứng minh phụ bút, Bồ Tát Thanh Sĩ phụ bút. Và đoạn cuối cùng này đừng trông ông nữa. Đạo tâm chúng sanh, mọi người ơi, một đêm khuya, ông bơi chiếc thuyền lặn lội cực khổ, qua sông qua biển gặp gió bão mưa gạo. Khi mệt mỏi, ông trở lại rừng để an nghỉ trong một đêm, nhưng thấy rừng buồn khuya khoắt mà sương còn phủ lá, cũng như kết thúc là buổi sáng tinh mai, dẫn đi đến bây giờ là đừng trông ông nữa. Để trong bước đường, ông chưa được dinh du và còn gửi lên đôi lời để kính phúc nguyện cầu cho anh em chúng sanh bá tánh nhân loại trong buổi cuối cùng đang bị lọt vào lưới ma, lọt vào lưới tiền, lọt vào lưới danh cùng lợi hết. Thì có cách nào để đem ra? Nhiều cách lắm, từ thở xưa nay nhiều đời kiếp. Đức ông cũng vẫn còn ở tại đây mà thoát kiếp, chưa thoát được về để khóa kiếp xuống trần gian này để cứu khổ, cứu nạn, cứu độ chúng sanh. Trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Ngài Bi Lạc Dương Phật Bồ Tát và các cấp trên nữa, các vị Phật đã về nghỉ rồi. Nhưng điển trời, điển quang, điển của tất cả các vị sẽ bao trùm phóng quang để hộ cho tất cả chúng sanh. Nhưng chúng sanh có ngờ đâu, tưởng rằng có mình độc thôi, mặc tình mình phung phí sắc thân, linh hồn, sức khỏe, hơi thở và trí tuệ bị chìm, bị đắm, thì cũng chính chúng sanh đã nhận bỏ rồi. Các ngài muốn hiện đạo hôm nay để khuyến, để nhắc vào những người mất trí tìm lấy lợi trí cho sáng suốt, nhắc những người đang đam mê bỏ xả lìa xa ngăn cách nó để mình trở về quê cũ. Nhắc nhở người đang là người biến đổi thành không phải người, không hiểu, không lo. Các ngày xưa cũng là con người, nhờ tu, nhờ trưởng phúc đức, nhờ lập đại công đức, lập cái đài để giúp đỡ tất cả các người cùng nhân loại, cùng chung chúng sanh như nhau, thì người ấy bây giờ được vào căn bản hết, được học, được tu, được ơn trên phê chiếu, được ngài chấm điểm từng giờ phút, ngài tận mà khó mà giải quyết được gia đình, một, khó mà giải quyết được bản thân, hai, khó mà giải quyết được nghiệp chướng, ba, khó mà giải thoát được cõi phàm này, bốn, chứ không phải thấy vậy mà dễ. Đùa bơi lặn lội uổng phí đi một kiếp đời của mình, tại sao mình không có dừng lại để mình tìm kiếm những hói hóc nào của đặc biệt mà trong thân người đã có hết? Hang sâu núi thẳm biển cả rừng xanh, để trốn nó đi.
Chúng ta sống ở đây mấy nhân loại? Một, cây. Hai, con người. Ba, thú cầm. Con người đã có được là có tinh ba, có nguồn gốc, có sự sống, có trí tuệ để biết, có được cái sự an ủi, đặc biệt đó là liều thuốc để giải độc, giải quyết, giải nhầm, giải lầm lẫn hết đó. Nhưng bấy lâu nay Đức Ông cùng các ngài đã tỏ ra bằng bút cơ điện pháp, nhưng không ai hiểu, lầm tưởng rằng tất cả các đấng nói bậy, nói bạ, nói khùng, nói điên, nói chơi. Thì bây giờ đoạn cuối cùng này, trong một buổi khuya ở tại rừng mà, chỗ mà ngài đã cấm con đò nơi bể sỏi để nghỉ ngơi một chút thân già rồi. Bây giờ thất sơn chưa được ký, tầm sơn tà lớn cũng chưa được ký. Và ngài đã đi khắp tất cả, tay chèo bơi, miệng réo kêu nhân loại để phục hồi lại, để về cùng ta, để quan uổng đi một kiếp con người, cũng như mình đã tạo một bánh trái để dân cúng, nhưng mà đã đổ dở một cái thau bánh đó rồi thì mình thấy về đời cũng hay uổng. Mà nắng đúc cha mẹ sinh thành, mình làm phí, mình làm bỏ, mình làm rồi mặt mày mình, thân thể mình sẽ quậy, mình sẽ làm cho thiên nhiên mất đi. Thì mình làm sao mà tồn tại được? Mình muốn đổi là thế giới, mình muốn đổi là ngôi trời, mình muốn đổi hết rồi thì còn gì mà trong ông nữa chứ? Nếu ông đến gần mình thì ông phải ca lý thi thơ để sưu tập được tờ giấy mình. Mà nếu mà bỏ dở vậy rồi thì ông lãnh nữa để làm gì? Đừng hỏi ông mà gần ông nữa để làm chi phí một kiếp, rồi làm phiền tiên ông trường. Ta đâu có nói với các ngươi ta là trưởng thượng. Ta đã kêu lên rằng không có sung sướng bao giờ. Tâm rất lành để chứa đựng thi thơ, để các đấng đúng giờ vào bo. Nguồn thơ ấy ta đây chỉ rõ, mình cư sĩ tại nhà đâu có mỏ, đâu có chuông. Ngược lại đời sống dậy mất nguồn, ta khó mà thoát được qua cái tuồng đời mạc hà. Lẫn tiếng kêu mớ ai là người cao cả. Nếu hiểu được làm người rồi thì quyết đã tu mau, để nhìn sống dậy ba đầu. Bình mình đâu có đời nghẹn ngào gì đâu, vì mình từ biển cả, từ hố sâu, từ cuộc khi đời đau khổ rồi âu lên bờ. Đừng có dại, có khờ chi nữa. Gần gũi ông hoài mà không sửa đạo nghe dân. Sửa đi rồi đã kề gần, kề bằng tâm tính, bằng hiện thân tu trì. Gần bằng gì? Bằng tâm linh, bằng trí tuệ, bằng phương phi.
gần ông bằng sự tu đi khéo lầm. Mình tu niệm mình hay nhầm hay lận, vì bút chưa có nghiêng mà bài vẫn còn đầy. Nên bây giờ ông tặng phút giây, đừng gần nữa hỏi gì ông nữa. Không phải hết, nhưng nguồn tinh lửa ở bên trong chưa cứu chữa tắt ngay, còn mang đi đây đi đó mang hoài, rồi thiêu đốt hết người này kẻ không. Lửa trong thâm tâm mình, lửa cuồng, lửa giận, lửa hờn đi rồi nữa, lửa bỗng hồng trần. Thì ngay bây giờ mình đừng có hỏi gần chi, đem lửa giặc phương y mình đốt hết. Tâm nóng này rồi đây phải chết, nếu bệnh tật nguyền thì nay lết mai xong. Người ơi nơi cõi trừng hồng, xin đừng gần ông nữa mất công nghe người. Đừng trông ông nữa để ông vui tươi an nghỉ, cứ trông mãi hoài anh chị hay sao. Có thương tâm giả nghẹn ngào, dằn đi tánh nóng rồi tu mau nhẹ nhàng. Tu nhiều đi, kiếp này kiếp tới kiếp nọ đẳng sáng. Tu nhiều rồi biết cảnh trần gian như giờ. Mong tất cả chúng sanh ba tánh ở gian bờ, ráng mà lên cho được sự bất ngờ khôn ngoan. Đừng ở nơi trần đời dối giả gian nan, nằm một chỗ rồi chui xuống hang bùn thầm. Ông nói mấy lâu nay đó, tuy chèo đi nè, nhưng mà bồng ông giả ra nhiều điều nhiều đời trong đại cuộc để thử dân. Thử xa rồi lại thử gần, ta là ông đạo sĩ bần từ xưa. Xuống trần hạ đỏ đứa chiến chó, mượn sát trần đau xót biết bao. Gánh cho bá tánh ngọt ngào, đem dừng cho bá tánh mà mãi lao đao ông buồn. Muốn đem trở lại, muốn dẹt hết cái tuồng, nhưng còn người cư sĩ rồi lòng buồn tu tâm. Người ta tu đúng đó, nhưng cõi của ngài quá là xa xăm, có gần đâu để diệt được, để họ thấy rầm rầm học hành. Tỉnh đi chúng, tỉnh đi ba gia ba tánh chúng sanh, bây giờ sáng còn sương tuyết, ở rừng lạnh ta nương, bút trời ta mở từ trương, đây là lưu lại trăm phương nghìn trùng. Đừng trông mong nữa bớ dị anh hùng, nếu mình hy sinh không tên tuổi thì trùng trùng cú nguy. Hội này sắp đã về thi, thi tài, thi đức, thi thì quả công. Phải cho đúng, phải đông sông tây đục. Đừng nói ta anh hùng mà ngã gục ở bên bờ.
Giả điên giả dại giả khờ vì ta muốn vậy hiện giờ dân ơi. Nhìn ông Chi, chị nghe lời dịu ngọt, nhìn ông Chi rồi thấy cáo bọt hồng trần. Từ đây khuyên chúng đừng gần, gần kề Phật Pháp, chưa gần kề thơ thi, để học giỏi đi, để bài bổn nó cứu nguy mình thoát khổ. Cũng như mình trồng cái cây rồi chờ cái cây trổ, phải vậy không? An vui thanh tịnh tội lòng, sớm chiều chăm sóc thì trái hay bông trổ liền. Đừng gần ông nữa rồi làm phiền, đem phàm phu tục mỹ tử rồi nói liền với ta. Chừng sanh không hiểu thì ông ở cõi ta bà, nhưng mà ông cách xa trần trước mù xa quá dài. Hãy nghe các vị linh thiêng, không biết ở đâu, ở chốn cung đại, sống về mà lại được khẩn này giáng sinh, tưởng sinh tình đạo pháp. Nào ngờ đâu sinh gặp tiền muôn, còn chùa thì đang thức tình tiếng chuông, không có đến để rồi lại dài sám hối. Thấy chưa vậy rồi mình có tội, cứ gần ông hoài có bị lỗi hay không? Thương tay các lão tiền đồng hay là sư trưởng rồi đức ông lão bần, chịu cực khổ để gần ba tánh, chịu đau thương để xuống cái cảnh này đây. Thương buồn ta lại sửa xây, đừng gần đừng hỏi Phật thầy ở đâu, ở trong đâu thì mình tu hầu mình sẽ biết. Còn mình tu mà mình mê men thì ngày đã diệt không hay. Đời này quỷ quái tà tay, nhưng mà đừng gần nó rồi mình sửa xây. Mình thành do mình đó, công danh cũng do đó, mà rạng người tu là ta không bỏ một giờ. Theo chân truyền pháp lý thi thơ, bao đời kiếp ngài còn đề lại, dùng phép Phật kinh buồn lắng dài, dùng phép tiên để lấy người về, dùng tâm lành để gỡ rối trần mê, không tiêm nhiệm rồi kề Phật ngộ. Nay ta nhắc hình như sổ bộ của thiên đình đã ghi chép rồi thôi, khó sinh bớt chúng ra bồi, lợt bò năng nỉ có được ôi không nào. Nói cho rõ từ câu văn nè, từ lý thuyết nè, từ thấp nè, từ cao. Ta đi không lũa không màu đua chén, chúng sinh tối quá, đi tới đâu ráng đốt cây đèn mà còn thôi dục thì làm sao phen này thấy được. Kìa ngoài kia người ngang nhiều ngược, còn ở tại cư sĩ nghèo nàn có người được ân ban. Họ nghèo họ mãi dở dang,
không buồn không giận trần gian làm gì, cũng không chẳng mê nhiễm nữa. Họ cách ly mình không có biết. Hãy tâm ta sanh điều gì thì ta diệt bỏ ngay. Đổ thừa ông mới hỏi trên đài, ông trời ông Phật mà đức ngài bổ sơn. Miệng chúng sanh cứ hờn cứ giỏi thì cảnh quân tàn này không có tránh khỏi đâu đâu. Nơi địa quan xóm khổ chịu sầu, tiền bối thấy ôi thôi lắc đầu chê chan. Trong tu niệm hãy chay lạc giờ đúng thang, đặng quay lại nơi trần rồi giữa tảng đá kia. Bảo người tu đệ làm bia đi giờ trong giấc canh khuya sắp tàn. Thầy ở đây chứ đúng. Thầy giữa bụi bặm thông trang, chờ ở đây đâu có lộ hang như kìa. Như Thiên Cấm Sơn nè, năm non bảy núi các vị hùng vĩ canh khuya. Có các thần tăng tịnh tọa rồi, ta coi kia số trần ai ai vướng bận, ai ác gian để đi gần được trừng trị. Còn ai người hiền lành thì người ta sẽ bố thí hộ giùm. Ngay bây giờ gần đến miệng hùng rồi, không biết chết chùm ráng chiều. Ta nói đây thương cho chút xíu, nào có lo nắm níu phàm trần mà để buồn anh chị quan dân. Phải để ý rồi cân rồi lường, biết sự khổ ôi đâu có xương. Người ở đây bị vướng ngất rồi, đừng có ngồi nghĩ sự xa xôi. Bị vướng bận mình ngồi mình nghĩ, ta làm sao ra khỏi thế kỷ. Hãy tung mây lướt gió rộm ràng, chỉ tu hành bình tĩnh nguyện bình an. Tâm lặng lặng hối đi cải sửa, trời đất Phật kỳ này chọn lựa. Mình ngu si mình hứa với ngài, sắp đổi rồi đổi lại thiên tai. Trần hạ chút biến đi đâu mất, ông đã nói lớp mang tàn tật. Thấy mà buồn rồi hiện vật để đâu. Sự hy sinh tu tịnh ở đâu, đem lớp mai cồn dấu bãi biển. Ông đã nói gần ngày Phật hiện, phải chung lo tu luyện đừng rồi. Sự đổi thay khổ lắm người ơi, nay vật đổi mãi dời sau lần. Thơ buồn thảm khuya về ta tầng, người ở đâu ta nhắn đôi lời. Tỉnh một cơn ác mộng xem chơi,
coi thầy nói rõ không ôi dày. Nếu không nói cho ta lầm bậy mà nói hoài có thấy việc gì. Cuộc đời tàn không có nghĩ gì, đêm dở tối so bì tiền của người cư sĩ không nên quyền rủa. Lặng tâm đi bùng tủa phóng hào, được những gì cái miệng bào hao. Không đóng cửa hàng rào linh khẩu, người có Phật nói ra đã thấu. Ý của trời in dấu rõ ràng, cả tiếng kêu bao cái tràn vang. Chuẩn bị trước các nàng tiên bao, thầy đã nói giặc đoàn quả tao. Khỏi đem ra gươm giáo trị trừng, đừng có vui rồi lại đừng mừng, đừng có nghĩ rồi hưng rồi thành. Mưa sương tuyết ôi thôi chưa tạnh, chắc mưa hoài rồi lánh chỗ nào. Mưa trời kia là lưới đã bao, còn sống bùa ba đào là vợ. Ông đã biết ông còn thiếu nợ, ẩn nơi đây dí tờ hắn sâu. Khuyên nhủ trần dù khổ đến đâu, sớm lượng Phật chiều hầu tôn kinh. Phàm ta ở ta không để dinh, chút nữa thôi tay dình chân trèo. Về non tiếng không khổ mắt eo, chẳng đắm lì đau nghèo như thế. Ta nhất quyết không lầm mỹ kế, kéo si dại dột nô đùa. Mang tâm phàm nói chuyện a vua, làm gió thổi đặng đùa người tình. Quyết tâm chí bồ đề tăng dình, nương Phật tiên tâm định phản hồi. Sống việc trần trở lại ai ơi, không còn đắm còn dơi cuộc thế. Giờ vắng lặng rừng buồn ta kề, lão bần năng bóng xế cũng buồn. Nếu ta về dân chúng lệ tuôn, ai nhỏ giọt rồi buồn chia sớt. Lần tay tính dân ơi hao hớt, kể từ đây chết chóc lạ lùng.
Vậy mà đời cứ mãi giữ hung, không có biết cụ trùng ra lình. Đời mãi mãi đời ơi cứ tính, lao làm chi phải dính bùn lầy. Kìa trước kia nghe tổ nghe thầy, nay yên lặng cảnh này vui đẹp. Tại phàm phu chúng sanh đi quá hẹp, muốn vui tươi muốn đẹp được nào. Mở miệng ra còn trách ni trời cao, cứ mãi mãi cuốc đào chửi mắng. Ta tính lại ít người toàn thân, đâu trung minh hùng vĩ trung thần. Mình tu hiền là một người dân, trọn hiếu thảo cơ bằng cũng phải. Thân tâm giữ đừng cho bạc đài, ngoài mép môi không giới Phật trời. Nếu tội nhiều sám hối nơi nơi, trời tha thứ Phật thời quý mến. Thuyền Bát Nhã ngày nay cập bến, lên hay không chút nữa ta hồi. Đừng trông gần ông nữa dân ơi, phải tỉnh dậy để thời sáng suốt. Ngồi thanh tịnh biết đời kết cuộc, ai còn ai, ai chết ai mòn. Thấy cuộc đời mắc lệ thong dong, còn bất hiếu chửi cha mẹ. Tính lại chắc là đời ắt xe gặp nguy cơ, ai cứu được mình. Nay sông còn thầy dạy không tin, còn sinh sự chống mơ kình hung ác. Dám rủa chửi Quan Âm Bồ Tát, nói mẹ cha như tát nước bờ. Hỏi làm sao mà đến bây giờ, tuy là sống nhưng thôi đã chết. Buồn trần hạ đêm nay mê mệt, nhắc nguồn thơ gửi tặng khắp miền. Nếu chúng còn phước đức đủ duyên, về thầy đợi nơi miền Nam Việt. Hay ở đây mà không có biết, này ta cho lộ biết cơ màu.
nói hết lời như thể nguyệt sâu. Còn gì nữa mà âu gần gũi, khói chu mỏ khói ôi lần chuỗi, điếu lần đi là bạn vui buồn. Đây tới giờ chùa lần tiếng chuông, người cư sĩ ta kêu phải gắng. Này quý đạo lòng thuyền trong mây trăng, thầy cách xa nhưng đậm phục hồi, vừa chờ thầy vừa tình tu thôi. Đặng hòa nhập tiếng cơ trời đất, cứ ngồi đó rồi lo sợ mất. Thầy thành tiếng thành Phật nào tường, lo bụi đời người quá bất lương. Chừng lật sách từ trương thấu đau, nghèo không có thờ ngôi tam bảo. Tạo gốc cây gốc ba gốc tòng, sáng tư chiều quan tình nhìn trong. Để tinh khí hòa đồng mới sáng, này thơ phú chúc linh các bạn. Anh em ơi biển cạn non mòn, xây chuyện gì giữ mãi lòng son. Trời đã định thì trời cương quyết, ta hôm nay như điên như điếc. Làm kiếm ăn mỗi miếng qua ngày, nếu dư thừa chia sẻ cùng ai. Đó đạo lý của ta để lại, đừng hưng thịnh gặp thầy lại bay. Giữ trong tâm ôi hải năng trừ, luôn lúc nào cũng phước đức dương. Thầy gửi bút thơ từ nhắn nhủ, ở đâu đâu quy về cho đủ. Đi bao nhiêu trở lại cho nhiều, đừng mang tiền ngọc cảnh kiêu. Mang tâm Phật ý triều Thượng Đế, ta không phải đêm nay kể lệ. Đọc bài này anh chỉ hiểu rồi, đừng gần thầy rồi mãi cuốn lôi. Sát thân giả đang ngồi lãnh khổ, xuống buổi cuối bị người khác nhổ. Không sao đâu đức độ cao dài, điện của trời báo phủ trần ai. Phép của Phật trong ngoài gồm có, mong đạo sĩ anh em đừng bỏ. Không phải chuông giữ mỏ gian rờn, có lúc
nào tương tự đừng quên. Nghe thầy dặn ngôi là đền chu đáo. Đánh giặc lòng khỏi gươm khỏi dao. Nhớ tìm đi hoài bão hằng ngày. Tịnh khẩu mình xét việc trong mây. Đóng cửa lại để ta tri lục. Đắp quả Phật không xài bát chục. Hai tiền muốn đem cúng đầy đàn. Giúp đỡ người tu tịnh dễ dở dàng. Cho miếng gạo miếng ăn miếng nước. Điều ấy nhớ đạo đừng từ khước. Bốn đạo thầy hiểu được vinh quy. Nghe lời ta cố dâng thêm đi. Đừng để mất cuộc rất uổng. Thơ ta gửi ta không chịu chuộng. Đừng gần nhiều hỏi nọ hỏi kia. Đã lâm phàm làm một tấm bia. Nam Tây Bắc Đông thì nhìn thấy. Ruộng phước điền có đi rất 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 cây. Người nông dân lắc đạo mơ kìa. Không nhiễm trần cách biệt rồi chia. Họ còn sống nhưng là họ chết. Chết hung dữ sửa thân sửa nết. Chết cuồng si dũng giải thở nào. Nay thì về giải đạo quá cao. Phải cố gắng làm sao minh bạch. Cửa diêm phù trần gian ta dạch. Còn nữa không đừng hỏi lời gì. Học xong rồi đứng dậy mau đi. Đặng giúp đỡ người nguy gần gũi. Thương ba tánh rạng ngời trong bụi. Ta hy sinh tới chuỗi ngày tàn. Xác của ngài mượn ở trần gian. Hồn đắc đạo Tây Phan mấy lượt. Phải xuống thay chèo thuyền nước ngược. Vì phàm phu không được an lành. Xuống kỳ này nguyện độ chúng sanh. Trong mấy lượt tan tành hết rau. Thân trơ trụi ta đấu gươm dao. Nhìn ngoài đi sát thể âm mài. Đâu xứng gì cấp bậc trần ai nên bị khổ bị đài mấy lượt.
ta quyết chí khuyên nhân cho được. Hết thơ này ta gửi thơ kìa, xin ơn trên cấp bậc sớt chia, lại đạo trưởng các ông tiền bối. Râu thơ nữa cho người sám hối, để liễu tiêu tội lắm ngôi thuyền. Chắc có người cũng đã có duyên, bị ngăn cản não phiền tiền của. Mấy tranh khổ hào quang bùng tùa, lưng để si bài sám đăng truyền. Nói lời ta là của Phật tiên, không có dám lị phiền ai hết. Nay già cả thân ta mỏi mệt, ta túc nơi rừng buổi chiều. Sáng tinh mai tiếp phủ chưa xuống, cây lá rủ chưa rừng cười khiêu khích. Ta từ giả dạng này ta nhắc, ai có tin để ý rồi dòm. Cả tiếng kêu ấp xóm chưa quyện chồm, Nam Quốc Phật ráng ôn cội Phật. Ta chúc hết sơn hà sở tắc, cùng nước non ai bắt nhịp cầu. Đức vua trời linh hiện ở đâu, mong tổ quốc sơn hà rực rỡ. Bần đạo nay ra thơ nhắc nhở, không muốn ai triều trở dữ dằn. Suy nghĩ kỳ đất nước khó khăn, dân nghèo khổ mà tăng phước đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Hướng. Nam mô tất cả các ngài các ông. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Di Lạc Bồ Tát. Đạo Phóng Quang hạ miệng cho tất cả chúng con một lời thơ rất tuyệt, để bần sĩ gửi đi anh em của mình xem đi rồi hồi hướng công phu công quả công trình và giúp đỡ mọi người thân thương dân chúng Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật cùng đồng đạo bốn phương và đồng tôn giáo. Nam mô A Di Đà Phật.